Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, để xem xét thi hành kỷ luật theo quy định. Chiều 18 tháng 5, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, người đàn ông trong clip xô xát với dân xôn xao trên mạng là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Theo Thiếu tướng Nơi, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, để điều tra, làm rõ hành vi của cán bộ này không chuẩn mực với dân. Nếu có vi phạm sẽ xem xét thi hành kỷ luật theo quy định, không bao che. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai chiếc ô tô đối đầu nhau. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy có biểu hiện say rượu, có những lời nói tục, chửi bới, thách thức người đàn ông đối diện, thậm chí còn ra tay đánh người nhưng đánh trượt. Vụ việc xảy ra giữa tuyến đường trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy, nên đông người chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người tỏ rõ thái độ bất bình và rất bức xúc trước hành vi của người tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy này. Bắt thằng này là bắt đi. Bắt luôn. Bắt thằng này. 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 B